Hello anh em, giới thiệu với mọi người mình có hai cây giờ 5 và một cây giờ 6 Mark 2 ở đây. Hôm nay mình sẽ chân tay so sánh cho anh em xem thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta nên chọn giờ 5 hay giờ 6 Mark 2. Hai cây này giá bây giờ rất là tốt rồi. Giờ 6 Mark 2 thì nó chỉ khoảng hơn 40 triệu thôi, khoảng 42, 43, 44 triệu thôi. Tùy vào hình thức từng cây, như cây đẹp như mới như này thì con này giá bao nhiêu nha? 44 triệu nhỉ? 42 triệu 500 thôi anh em, giá quá hợp lý. Còn con giờ 5 này thì bây giờ bên mình có giá nó khoảng 55-56 triệu thôi anh em. Máy thì còn rất là ok cho các bạn luôn. Nếu mà anh em mà đang cần một trong hai chiếc này thì mời anh em ghé tiệm bên mình. Mời anh em ghé Vương Giang Camera. Địa chỉ bên mình nhà số 7, ngõ 161 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Đây là một chiếc máy Lê Bảo Minh anh em nhé. Máy còn rất là đẹp luôn cho các bạn luôn. Mời anh em đi chiêm ngưỡng ngoại hình của hai em giờ 5 và giờ 62. Mình thấy cái giờ 62 này cái gù nó còn cao hơn cái giờ 5 cơ. Cái gù đẹp hơn, to hơn. Cái giờ 62 này gù to hơn cái giờ 5 anh em nhé. Đấy, anh em nhìn chưa? Đó. Tròn hơn. Về thiết kế thì mình thấy là hai máy này thiết kế nó không có quá nhiều sự khác biệt nhau. Con giờ 5 thì nó có thêm một cái ở chỗ dưới này, chúng ta sẽ có một cái phần anh em gỡ ra để cắm chân flat, nhưng cái này mình thấy cũng chẳng bao giờ dùng. Cái giờ 6 thì nó sẽ ở cái phần bên cạnh trái chỗ lắp len ấy, thì anh em có thấy là nó vẫn giống cái giờ 6 Mark 1, đó là nó không có được phủ lên lớp da. Lớp da trên giờ 5 nó đẹp hơn khá nhiều, cao cấp hơn hẳn luôn. Đó. Cái điểm khác biệt lớn nhất ở trên cái giờ 6 hoặc giờ 6 Mark 2 đó chính là một cái vòng xoay so với giờ 5. Giờ 5 thì có màn hình phụ, còn giờ 62 thì nó sẽ có một cái vòng xoay chế độ. Và trên giờ 62 thì nó sẽ được bổ sung thêm một cái nút gạt ở đây, on off với lại lock. Còn ở bên cạnh nhà trái thì giờ 62 chúng ta sẽ được trang bị một cái nút để anh em chuyển đổi chế độ quay và chụp nhanh ở đây. Mình thấy cái này cũng khá là ok. So với giờ 5 thì giờ 5 anh em cần phải thao tác nhiều hơn. Ví dụ như anh em bật máy, anh em bấm vào mod này, sau anh em bấm vào info thì mọi người mới ra được chế độ quay. Thì nó sẽ mất khoảng 2 lần thao tác. Nếu mà anh em mà muốn một con máy mà độ phân giải khoảng 24 đấy, thì giờ 62 nó rất phù hợp cho anh em. Còn nếu bạn anh em mà thích một con máy độ phân giải khoảng 4-5 megapixel thì giờ 5 hợp lý. Nếu mà anh em chuyên chụp chân dung beauty hoặc là anh em chuyên chụp ảnh cưới ấy, thì con giờ 5 này rất hợp lý. Còn nếu mà anh em nào làm vlog, quay phim video các thứ mà công nghệ mới bắt nét nhanh thì giờ 6 Mark 2 nó rất tốt cho các anh em. So về giá trị thì cái giờ 62 nó rẻ hơn cái giờ 5 đâu đó khoảng chục triệu. Gần chục triệu gì đấy, tầm có thể là nhiều hơn, tùy. Nếu mà giờ 5 mới thì nó sẽ kinh tế nó sẽ lớn hơn. Giờ 5 mới bây giờ khoảng hơn 70 triệu. Thì giờ 6 Mark 2 chính hãng thì bây giờ nó khoảng gần 50 triệu thì nó rẻ hơn nhau được khoảng 20 triệu. Còn anh em mua máy lướt thì tiết kiệm được khá nhiều tiền. Máy lướt thì giờ 5 là 55 triệu, còn cái giờ 6 Mark 2 này nó khoảng 42, 43 triệu thì anh em có thể tiết kiệm được mười mấy triệu, rất là ok. Để chúng ta có thể tiết kiệm được, anh em mua được len ấy, thì mình nghĩ là anh em nên mua giờ 6 Mark 2 hoặc giờ 5 cũ để cho kinh tế. Giờ 6 Mark 2 bên mình đây, cái này mới 3k shot thôi, máy thì còn rất là đẹp luôn cho anh em. Về phần lưu trữ thì mình thấy là cái giờ 6 Mark 2 này so với giờ 6 nó cũng không khác là bao, đều được trang bị hai khe thẻ nhớ SD. Chiếc giờ 5 thì được trang bị một khe Type B, XQD Type B. Nói chung là giờ 5 thì mình thấy là khả năng lưu trữ thì giờ 5 nó tốt hơn một chút. Giờ 5 thì mình nghĩ là XQD nó đúng thôi, tại vì là 4-5 megapixel thì anh em mà chụp liên tiếp thì giờ 5 sẽ đạt tốc độ tốt hơn giờ 6. Giờ 6 Mark 2 thì nó với độ phân giải chỉ có 24 chấm thì anh em có thể dùng những cái thẻ mà 64 hoặc 128GB mà 200MB là thoải mái rồi, không bao giờ sợ bị delay. Còn giờ 5 thì anh em nên dùng XQD hơn. Còn nếu mà trừ khi mà anh em dùng thẻ sơ cua thì anh em dùng SD. Chúng ta sẽ đi so sánh màn hình nhá anh em. Màn hình của cái giờ 5 thì đây mình sẽ đặt luôn trực tiếp lên đây. Con màn hình của con giờ 5 nó to hơn con giờ 6 Mark 2 khoảng 0.2 inch. Cái này nó cũng không giải quyết vấn đề gì đúng không anh em? To hơn 0.2 inch. Đây anh em nhìn đây, có một góc xíu quá. Hai con máy này thì đều có màn hình xoay lật cảm ứng rất là ngon luôn. Giờ 6 Mark 2 thì mình thấy giờ 6 Mark 2 cái khả năng lấy led thông minh hơn giờ 5 rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ lắp len vào để cùng với anh em chiêm ngưỡng. Hai chiếc máy này thì điểm khác biệt lớn nhất đó chính là có một cái màn hình phụ thôi. Một cái màn hình phụ ở trên đỉnh máy. Trên giờ 6 Mark 2 thì chúng ta sẽ có một cái chân cắm ở trong chỗ này. Anh em có thể gắn được một số cái thiết bị ngoại vi như kiểu là micro hoặc là màn hình rời.
ở trong cái chân của con giờ 6 Mark 2 đây, hoặc là trên con giờ 3 là cũng có cái này rồi. Ở những cái dòng máy ảnh đời mới bây giờ thì sẽ có, còn trên giờ 5 thì không có anh em nhé. Đây là điểm khác biệt lớn nhất này. Và giờ 5 thì nó có thêm một cái màn hình phụ. Màn hình phụ này thì từ Canon R đã có rồi và cái chế độ thì giống nhau. Và mình thích nhất đó là cái giờ 5 hay cái giờ 6 thì hãng đã đưa cái joystick quay trở lại dễ dàng hơn, bởi vì là cái dòng R thì khi mà đời đầu ra thì nó có một cái nút cảm ứng ở đây, mình thấy khá là khó chịu. Với các cổng kết nối anh em á, chúng ta sẽ cùng đi chim nữa. Hai cổng kết nối này y chang nhau luôn nhá. Hai cổng kết nối này y chang luôn, cũng có một cổng TIC, một cổng HDMI, một cổng mic. Về bán cầm thì đây, mời anh em chiêm ngưỡng cái bán cầm của cái giờ 6-2 với cái giờ 5. Hai cái bán cầm này thì mình thấy gần như là không có quá nhiều sự khác biệt. Mình cầm cái giờ 5 xem nào, cầm cái giờ 5, đây các bạn, cầm giờ 5. Cái cảm giác cầm nắm là cái mà quyết định lâu dài. Thì hai con máy này thì cái khả năng cầm nắm thì mình thấy nó cũng ngang nhau. Nhưng mà cái giờ 6 Mark 2 này cảm giác cầm nó nhẹ hơn một chút so với giờ 5. Giờ 5 cầm đầm tay hơn. Cái này mình sẽ lốt lại cái thông số, số trọng lượng gam của máy xem là cái nào nặng hơn anh em nhé. Đây, cái phần chân này con này dài hơn hẳn luôn. Đấy, phần chân đèn. Mời anh em chiêm ngưỡng nghe tiếng chụp của cái giờ 6-2 nhá. Hai viên pin của giờ 5 và giờ 6-2 vẫn dùng chung một cái mã là NH anh em nhé. Nói chung là pin thì không có gì thay đổi. 2130. Chúng ta sẽ đi khám phá cái menu của bên trong hai chiếc máy này xem là nó có cái gì khác biệt không anh em nhé. Đây con này đang chế độ quay phim, mình sẽ chuyển sang chế độ chụp. Cái này chuyển đổi chế độ quay chụp thì chắc là anh em mình không cần hướng dẫn đúng không anh em? Anh em bấm lên một cái, xong bấm vào info một cái là chúng ta sẽ chuyển sang chế độ chụp hoặc chế độ quay. Đó. Ở trong cái menu thì mình sẽ khám phá cái giờ 6-2 này trước. Cái giờ 6-2 menu đầu tiên chúng ta sẽ có 10 menu. Đấy, menu của màn hình máy ảnh nhá. Còn menu của cái giờ 5 thì nó là 8. Chính tỏ là giờ 6-2 nó sẽ có nhiều cái tích hợp sẵn cho anh em. Mình thấy cái giờ 6-2 này nó có thêm cái bộ lọc sáng tạo luôn anh em nhé. Nó có bộ lọc sáng tạo luôn này. Nó có nhiễu hạt này, phần nét mềm này, mắt cá này, rồi đậm nét này, màu nước, rồi máy ảnh đồ chơi, máy đồ chơi hiệu ứng thu nhỏ. Nói chung là cái này nó bổ sung thêm để cho anh em có thêm những cái hiệu ứng để anh em có thể chụp hoặc là quay mì ăn liền luôn. Cái phần hiển thị mô phỏng này cũng có một số anh em có hỏi mình. Cái hiển thị mô phỏng này thì anh em có thể chọn là phơi sáng hoặc phơi sáng cộng DOF. Cái này trên giờ 6, giờ 65, giờ 62, giờ 5 cũng có rồi. Vâng, đây mời anh em ơi nhìn thực tế nhá. Giờ 62 trên tay của mình đây. Có joystick và có một cái nút xoay là có 10. Còn giờ 5 thì có 8. Chuyển sang chế độ AF. AF của giờ 6 Mark 2 có 6 menu, còn giờ 5 thì có 5 menu. Đấy. Thì cái giờ 6 Mark 2 nó nâng cấp hơn về khả năng bắt nét tốt hơn. Về phần xem ảnh thì giờ 62 cũng có nhiều hơn, giờ 62 có 7. Còn trên giờ 5 thì có 5 thôi. Về phần kết nối nào, kết nối thì trên giờ 62 có 3, còn giờ 5 thì có 2. Về phần cài đặt. Cài đặt thì hai máy này giống nhau, đều có 6 cái menu 1 2 3 4 5 6. Và phần thiết lập mà các cái thiết lập về máy ảnh cũng chỉ có 5, nói chung là giống nhau. Và cái phần menu riêng, cái menu riêng này thì anh em có thể setup theo ý muốn của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng anh em đi test khả năng AF từ cái giờ 62 về cái giờ 5 này xem cái nào nó ok hơn.